chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi tiến hành lắp ráp một chiếc máy xe đường rem. Qua cái quá trình tôi ép lại cái biên và kiểm tra cái hơi thì tôi đã đóng lại nòng và kiểm tra thì có vẻ là cái xe này dầu nó bị kém cho nên nó đã bị cháy. Cái cò nó bị cháy. Trước đây thì họ có đắp, nhưng mà trong cái quá trình chạy thì có thể là do dầu lên ít quá hay như thế nào đấy thì nó bị cháy và nó làm cho xước cái trục cam đây. Thì trong cái quá trình này tôi đã thay thế và sau đây tôi tiến hành lắp ráp chiếc máy rem này.
xong thì tôi đã treo chiếc máy lên trên xe và chi tiết. Sau đây tôi sẽ tiến hành nổ máy lên để tôi kiểm tra xem là máy đã êm chưa và dầu nó sẽ như thế nào nhé. Ok, quý vị các bạn. Máy đã nổ lên và tôi kiểm tra xem là dầu nó như thế nào. Với cái lượng dầu bôi trơn như thế này thì là đã ok rồi nhé. Đúng rồi các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn nha. Hẹn quý vị và các bạn ở video sau. Xin mọi người hãy đăng ký kênh và ấn like, subscribe.